Xin chào tất cả quý khách hàng Big Ben Solar đang theo dõi kênh điện năng lượng mặt trời của Big Ben Solar. Thì trong chiều hôm nay bên em tiến hành xuất hàng cho khách. Thì ở đây em quay ngắn một cái video để giới thiệu từng chi tiết các combo bên em xuất cho khách hàng. Thì trong buổi trưa ngày hôm nay bên em có phát sinh thêm hai đơn hàng nữa, bao gồm một đơn hàng combo Lux Power NA cộng với tủ điện đấu nối sẵn, và ở đây lưu trữ là 2 pack pin lithium Gigabox 5E bảo hành 3 năm, lưu trữ một pack là 5.12 kWh. Cái đơn này mình sẽ gửi về cho anh khách hàng thi công tại Long An nhé. Anh đã chốt cái công trình này rồi thì anh lấy combo thiết bị này bên mình. Đó, thì cùng trưa nay thì bên mình có chốt thêm 6 tấm pin Frontier áp cao của Nhật Bản. Đấy, cái đơn hàng này sẽ gửi về Long Xuyên, An Giang cho anh khách hàng. 6 tấm pin này thì chúng ta đấu đố tiếp tối đa là, anh đấu tối đa là 3 tấm này, chạy 2 trinh. Nó áp cao nên là chỉ cần 2 tấm đấu đố tiếp cũng đã chạy được rồi. Sóng pin này hiệu suất cũng khá là cao của Nhật Bản nhé. Bên mình đã giới thiệu và test những cái video thực tế trên kênh cũng khá là nhiều rồi. Đó, tấm pin này thì hiện tại bên mình cũng đang còn sẵn kho, anh em nào mà cần thì có thể liên hệ trực tiếp với hotline của bên mình. Rồi xong, thì bên trên này thì có hai cái đơn hàng nữa sẽ gửi. Đơn hàng trên xe này sẽ gửi xe khách về dưới Bình Định cho chú khách hàng, bao gồm một máy Lux Power NA, đây một tủ điện đầu nối sẵn đã được đóng trong cái thùng, và 6 tấm pin Canadian 460W. Thì bây giờ bên mình sẽ bàn giao trước cái đơn này cho xe khách để người ta đi kịp giờ cho chú nhận. Còn ở đây là một cái đơn hàng gồm 2 pack pin lưu trữ Gigabox 8E, anh chạy với Lux Power thì được chính sách bảo hành 3 năm. Ở đây thì gửi về dưới Mê Linh, Hà Nội. Cái đơn này mình sẽ gửi về theo post nhé, những cái đơn mình đóng 3 lít như thế này thì mình sẽ gửi về theo post. Thì trong quá trình vận chuyển thì người ta sẽ có xe nâng đưa lên, thì tránh cái trường hợp mà thiết bị ném bằng tay ấy, bóc bằng tay nó nặng ném ảnh hưởng đến bên trong, thì bên mình đã đóng 3 lít cũng rất là cẩn thận rồi. Đó, thì bây giờ bên mình tiến hành xuất cho khách hàng. Thì quý anh chị nào đang quan tâm về các cái dòng sản phẩm Hybrid Lux Power cũng như là muốn nhập về để thương mại thì có thể liên hệ trực tiếp bên em. Bên em sẽ áp chính sách giá theo số lượng khá là tốt, quý anh chị có thể thương mại và đảm bảo lợi nhuận. Bên cạnh đó, quý khách hàng thi công cũng có thể liên hệ trực tiếp bên mình, thì mình sẽ cân đối giá tốt để cho quý anh chị có thể phát triển thị trường Hybrid tại khu vực của mình nhé. Rồi ok, em xin kết thúc video tại đây. Xuất 6 tấm pin Frontier 160W về dưới thực tế thường xuyên cho khách hàng. Hàng được đóng 3 lít cẩn thận và gửi về top post. Trong quá trình vận chuyển thì khi mình đóng 3 lít cố định thì nó sẽ giúp cho các tấm pin vận chuyển thì nó sẽ tránh những trường hợp va đập và vận chuyển bảo vệ các bề mặt tấm pin. Đang lên hàng xong qua 6 tấm đang lên hàng xong qua áp cao của Nhật Bản 160W. Đây là 2 pack lithium Gigabox 5E khoảng 3 năm chạy với Lux Power, gửi về dưới ở này Mê Linh, Hà Nội nhé, cho anh khách hàng. Hàng cũng được đóng 3 lít cẩn thận nên là trong quá trình vận chuyển khách hàng cũng khá là yên tâm nhé. Bên em sẽ gửi về theo post. Đối với những cái trường hợp hàng có thể lớn hoặc là xa, yêu cầu khách hàng thì đóng 3 lít sẽ có xe lớn đến lấy tại kho, thuận tiện hơn trong quá trình vận chuyển. Rồi khách hàng nhận hàng thì cũng có thể bên Viettel và ra đến tận nơi thì đi lại. Ok. Bên trong kia là 6 tấm pin Frontier này, bên phía trong này là đóng rất cẩn thận rồi. Ok. Hàng luôn sẵn kho nhé, giao hàng toàn quốc.